cho người ta nhìn thấy cho mọi người. Con là Maria Kajinji và là Maria. Con nói con đi, con là Maria gì? Con là Maria Kajinji. Nhà con là người Mai đó xứ Tây Yên. Chồng con được ơn của Chúa, chồng con là Tân Tòng. Anh An Tùng với con bù, lấy con được nhau nào. Anh đi đàn rồi anh leo lên cây dừa, té xuống. Trong lúc bị té xuống ấy, thì thực ra anh ơi, mẹ Chúa tôi, thì Chúa đã cứu anh, theo như con đưa đi nhà thương ấy, mọi người nói những người mà bị lấy đốt sự sống như vậy là sẽ bị liệt. Con rất hoang mang và lo sợ. Chồng con cũng vậy, chồng con nói Chúa ơi, nếu Chúa thương con thì Chúa cho con khỏe mạnh để con làm như vân nuôi con của con, chứ con liền thì con sẽ tự tử con chết, chứ còn không á làm khổ vợ con của con. Chúa đã nghe lòng chồng con và chồng con cũng nằm ở giường chỉ có một tháng năm ấy là chồng con đi đứng được, và bây giờ chồng con còn đi làm nuôi con và ba đứa con của con. Chồng con còn được nhiều hơn nữa là chồng. Chúa đã cứu ở nhà phần xác cho mọi người mà trên bây giờ mà rớt xuống mà gãy cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng khó mà có thể đi đứng lại được. Nếu mà có khỏi thì cũng mang thân tàn phế mà thôi. Mà Chúa đã cứu người chồng ấy để chăm lo cho vợ và ba đứa con. Ngoài ra cái chồng Tân Tòng ấy còn những lời gì nữa? Chồng con nào ước có một đứa con trai. Sau rồi ông Thảo ấy bảo chứ chồng con đi làm xe để lo cho vợ con. Chồng con hồi trước thì chồng con không có chịu đi làm xe đâu, nhưng mà từ lúc đau lưng ấy thì chồng con cứ nghĩ đi làm xe để nuôi vợ con cho có tiền ấy. Rồi chồng con đi lên nhà thờ cũng làm cho ở trên nhân trạng ấy, từ thời gian này về con không ở thì con được đứa con trai vào đi tháng. Với lại hôm qua con bà con đi lên đây ấy, con hồi hộp, con lo lắng, con cũng không suy nghĩ con biết mình có dám lên làm chứng không, tại vì con cũng ngại. Rồi tối hôm qua con đau bụng, con đau bụng, sáng nay con cũng đau bụng lắm. Trước khi đi ấy, các con nói 12 giờ đi thì sáng nay là đã đau bụng, tối hôm qua sáng rồi ói và đi tàu đau lắm luôn. Sáng các con bảo 10 rưỡi đi, lúc đấy là con hai đầu con đi, con đau bụng lắm. Em con nó chê, con nó bảo này Chúa chê rồi, Chúa không muốn cho đi đâu. Xong con buồn lắm, con cũng cho dự, con cũng tính lại hè để chay đăng con hai mẹ con đi. Nhưng mà mẹ con nói chứ con cứ đi đi, đi rồi con cứ cầu xin Chúa, Chúa sẽ cho làm cho con để con đi. Con vô nhà bác con vẫn còn đau, nhưng mà cơn đau nó tắt. Xay ra một lúc lên xe thì con cũng ói, con say xe lắm, nhưng mà con cũng sẽ không đau nữa. Từ lúc đến đây là tại ơn Chúa là con không đau nữa. Vì thế con quyết định con đây là chứng nhân cho Chúa, vì Chúa đã chọn con là được hết ạ. Tặng luôn cái máy cho người gửi cho chồng con nha. Nhà anh Tân Tòng đấy nói với anh là Chúa đã chữa anh thân xác, chữa anh thần hồn, và để cho vợ anh ấy để làm chứng cho mọi người. Và rõ ràng một cái thử thách đấy thưa anh chị em, đôi khi mình muốn lên làm chứng nhưng mà ma quỷ nó thử thách mình cho mình đau như vậy, liệu có dám lên hay không? Đau mà lên làm chứng gì nữa, rồi say xe mà làm chứng gì nữa, rồi thì sao? Thế này là con không còn thấy đau bụng nữa. Chỉ có Chúa làm thôi, chứ ai làm được. Nó thử thách có dám đi hay không. Mà đi đến tận nơi đây thì Chúa mới chữa, nhưng mà ở nhà Chúa chưa chữa. Có khi những người bảo Chúa cho con hết đau rồi con đi, bảo không, mày cứ đau mày cứ đi, có dám hay không? Anh chị em thấy không? Lòng tín thác vào lời Chúa đó. Mày dám liều đến đây không? Mà quyết tâm lên làm chứng hay không? Dù là ngát, dù là sợ, nhưng mà vẫn cứ đi. Một cái công trình của Thiên Chúa mà Chúa đã thực hiện thì Chúa sẽ bảo vệ cho nó đến hơi thở cuối cùng. Chúa nói đến Thánh Đức Phô-xi-na, những người đi loan truyền lời cứu rỗi của ta, ta sẽ gìn giữ nó, ta sẽ bảo vệ nó, không kẻ thù nào có thể làm hại được. Ta chăm sóc nó như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ nó như vinh quang của ta. Và giờ ra đi của nó, giờ đi của những người đi làm chứng loan truyền lời cứu rỗi, ta sẽ đón nó về như là người cha nhân từ đón đứa con nó trở về. Hôm nay con đến đây con cũng xin cha và con người khấn cho chồng con là chồng con. Cứ tiếp tục cầu nguyện để Chúa sẽ thực hiện công trình đấy cho đến ngày mà mỗi người chúng ta được Chúa đưa về trong bình an.
quan trọng là cái đó. Còn nếu mà mình cứ tham lam, Chúa bảo đêm nay ta kết người về thì người tính sao? Vẫn còn đang tham sân si, có chết lành được hay không thưa anh chị em? Có những người chết rồi, ta bảo là nhắm mắt xuôi tay, mà có người kia mắt nó nhắm mà tay nó không xuôi, nó cứ dơ lên thế này, nhắm mắt cũng tay xuôi tay cứ dơ lên thế này, nó kéo xuống rồi lại dơ lên, lấy dầu bóp xuống lại dơ lên, lấy dầu bóp xuống lại dơ lên, biết sao mắt nhắm mà tay không xuôi, biết tại sao? Người ta mới thấy trên cái trần, thấy cứ dơ tay lên trên trần, người ta mới bảo chắc là trên trần có cái gì, mới leo lên trần coi ông ấy dấu vàng ở trên trần. Mắt ông ấy nhắm mà tay ông không xuôi vì sợ vợ con nó không biết cho nên láng mắt nhắm chết đầu tay cũng nhờ vậy. Vì chỉ có chân nằm trên trần, đấy trên trần có. Giờ ông dấu vàng trên trần, sợ chết không ai biết. Thì thưa anh chị em, nếu cuộc sống như vậy, còn gì là hạnh phúc, còn gì là bình an. Một cái tác phẩm cuối cùng, trong ngày hôm nay con ứng, con có thấy con là